Không tham là quý. Tại sao khách về hết rồi mà ông không chịu vô nhà? Bộ ở đây không mát hả? Phu nhân à, có chuyện này tôi phải nói với bà đó. À, có chuyện gì vậy? Một bảo vật quý hiếm có giá trị vô cùng đã nằm trong tay tôi rồi. Hả? Bảo vật hiếm có? Để tôi mở ra cho bà thấy kỹ hơn. Đây có thể gọi là bảo vật thực sự đó. Bà xem đi, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến nữa. Ôi thật là đẹp. Nhưng mà lão già, cái này ở đâu ông có vậy? À, cái này là do một người bạn. Ông ấy biết tôi thích những thứ này, cho nên mang đến tặng tôi. Hả? Sao mà rộng rãi quá? Là ai mang tặng cho ông vậy? Là Lý Viên Ngoại đó. Phu nhân à, để tôi đem bảo bối đi cất trước đã. Lý Viên Ngoại à? Ông ấy tặng món quà quý như vậy, rồi biết làm sao để trả lễ đây hả? Sư phụ ơi, cô rừng kia tại sao chỉ trong một đêm mà mất một khoản lớn như vậy hả? Mảnh đất đó lý ra thuộc về phần đất của Dương Viên Ngoại. Tại sao lại đột nhiên khai khẩn vậy ta? Sư phụ à, đám ruộng ở dưới chân núi kia bị phá nát hết rồi. Có nhiều người còn đang chặt cây nữa đó. Vừa rồi con ở dưới đó có hỏi họ thử không? Dạ không, thôi sư phụ. Tương Hòa, Quan Hỷ, hai con đi theo sư phụ xem sao. Khu rừng này trước đây vốn rất tươi tốt, nay đốn hết thật là đáng tiếc quá. Sư phụ à, chúng ta đi nói Dương Viên Ngoại đừng chặt nữa đi. Phải đó, muốn khôi phục lại như xưa phải mất 20 năm. Hả? Nè chú gì đó ơi. Ủa, có chuyện gì? Cho cháu hỏi, tại sao phải đốn hết cây ở đây vậy? Vì ở đây phải xây một cái xưởng nhuộm vải, cho nên phải đốn hết những cây xung quanh mới được. Ồ, thì ra là vậy à. Đốn cây hả? À, chuyện này không phải do tôi. Miếng đất đó tôi đã sang lại cho người khác rồi. Sang lại sao? Đúng vậy. Ông phải biết là miếng đất này muốn xây dựng thành xưởng nhuộm vải, nhưng khi xây dựng rồi có thể nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước bên dưới. Về chuyện này tôi lại không nghe nói đến. Nhưng mà xin sư phụ hãy an tâm, dù sao chúng ta cũng đã ở trên dòng đó mà. Ý của tôi không phải là như vậy. Sư phụ à, nhưng mà miếng đất này tôi đã bán rồi, bây giờ ông biểu tôi lấy lại không có được đâu. Đất bán đi đối với ông mà nói có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với những người ở hạ nguồn mà nói có thể đó là chuyện lớn đó. Sư phụ à, xin mời ông về cho, tôi có thương cũng đành chịu à. Lão gia à, đã biết là ảnh hưởng đến đời sống của người ta thì ông đừng có bán nữa. Phu nhân, như vậy đâu có được, lời nói ra đâu có thể rút lại chứ. Lão gia à, ông vẫn chưa có đưa khế đất cho người ta mà. Đành là vậy, nhưng mà tôi đã nhận lời người ta rồi, hơn nữa giá tiền bán được rất là cao đó. Kìa lão gia, số tiền này không có được lợi gì, ông trả tiền lại đi. Hả, ở việc này tôi... Có phải là ông đã nhận viên dạ Minh Châu của người ta rồi phải không? Đúng vậy, tôi đã nhận rồi. Cái thứ quý giá như vậy mà để đổi một miếng đất sao? Lão già à, chúng ta không được có lòng tham. Phu nhân à, việc buôn bán không thể làm như vậy được đâu. Lão già, chúng ta làm người cũng không được làm như vậy đâu. Được, được, được rồi, tôi nghe lời phu nhân, tôi sẽ trả lại được chưa? Viên Ngoại, ông có nghe qua bốn chữ không tham là quý này? Chưa nghe. Sư phụ à, ông đang cười cái tánh tham của tôi phải không? Thực ra tôi tiền của nhiều như vậy, nên đối với tiền của tôi đã coi không ra gì rồi. Nhưng đối với những thứ trân bảo kỳ lạ này, có thể nói là... Viên Ngoại, ông nên biết rằng lòng tham mãi mãi không làm sao thỏa mãn được. Hôm qua được vàng, trong lòng cảm thấy là chưa đủ. Hôm nay có được bảo vật, trong lòng cũng cảm thấy không yên. Ngày mai chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Đây chính là tham chấp. Vì có tham nên mới muốn có bảo vật. Bảo vật bên ngoài có nhiều, nhưng chẳng bằng cái tâm cảm ơn. Một niệm biết đủ trong lòng, thật ra kho báu thực sự chính là tâm của chúng ta. Dạ sư phụ, tôi hiểu rồi. Phu nhân của tôi bảo tôi đến đây hết lòng cảm ơn sư phụ đó. Không dám, không dám. Xin sư phụ hãy nhận cho. Ủa? À, đây là khế đất. Dạ phải, đây là khế đất của khu rừng. À, xin giao lại cho sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.